Vâng, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Và ngày hôm nay chúng em rất là vui vì được test cho anh một khách hàng của bên em ở Bình Chánh. Hôm trước anh có theo dõi cái live stream của bên em đã bán hàng chiên khách hàng về cái chiếc mic WeWood NL68. Giá hôm đấy bọn em bán là 2,8 triệu. Tuy nhiên cái chương trình đã hết rồi và giá đã quay trở lại với 3,5 triệu. Nhưng mà anh Tuấn là một người rất là đáng yêu, dễ mến, cũng như là theo dõi như ủng hộ Hoàng Long Âm Thanh Số rất là lâu. Và anh có thiết tha, rất là thiết tha chúng em để lại cho anh với cái giá ưu đãi của cái hôm live stream đấy. Thì chúng em qua thảo luận với các anh em trong công ty thì không nỡ lòng nào, vâng ạ, không nỡ lòng nào để từ chối cái yêu cầu của anh như rất là dễ thương như vậy. Và đây trước mặt các bác anh em là cái chiếc mic SE68 mang thương hiệu WeWood, hàng chính hãng đến từ Mỹ. Và cái mic của nó thì lát nữa em sẽ hát cho các bác nghe thử. Còn đây chất âm của nó thì thật sự để mà nói thì quá ngọt ngào, tuyệt vời. Trong phân khúc gia đình thì không thể nào chê được. Chất âm của nó rất là ngọt ngào, trong trẻo, dễ hát và hút mic nhẹ và tiết kiệm pin và sóng ổn định. Và như nó hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết trong nhu cầu karaoke. Và chiếc mic này thì em đang ghép với một bộ của một cái nâng tiếng TD Acoustic CB600, hàng chính hãng. Một con vang cao mỏi Namavik, cũng hàng chính hãng. Và đây cuối cùng là một cái cục đẩy 4 kênh WeWood, cũng mang thương hiệu từ Mỹ, 4850, mỗi một kênh là 850W. Và đây thì em đang đánh một đô la full VA12 đó. Thì sau đây xin mời các bác và anh em hãy cùng đeo tai nghe vào để chúng ta cùng trải nghiệm một cái đoạn karaoke hát bởi chiếc mic WeWood SE68 này nhé. Xin gửi tới tất cả các quý vị một bài hát căn nhà ngoại ô. Tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Cận kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm nó xanh đèn. Hai đứa chưa ngưng hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu. Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi. Nào còn những lúc hai hoa vườn trăng, suốt đêm vang tiếng người. Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai. Tôi xa anh sang phố phường, xa người em nhỏ lên đường tổng chính. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ. Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Dù hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em
giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là ngư cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dân thân nơi phương trường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Vâng ạ, đây là vừa rồi các bác đã trải nghiệm cái chất âm của cái chiếc mic ED68, một thương hiệu đến từ Mỹ. Phải nói là chất âm của nó thì thật sự là trong cái phân khúc 2.800.000 là không có đối thủ. Còn nếu mà để bán với giá bình thường, bọn em bán là giá 3.500.000. Và bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu những chiếc mic như này thì có thể liên hệ theo số điện thoại hotline ở bên em trên màn hình nhé. Rồi bên cạnh đó thì bên em cũng cung cấp các cái thiết bị như là loa, mic, karaoke, cục đẩy, vang số, xin lỗi các bác, vang cơ lai số, nâng tiếng, đầy đủ tất cả các bác nhé. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất bên em, cũng như là nhận được những thông báo khi mỗi lần em có video mới. Các bác có thể bấm nút chuông. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.